cuối tuần này, tâm điểm vòng 10 sẽ là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng. Suốt những mùa giải vừa qua, trận chiến giữa hai đội đều cho thấy sự khốc liệt, nóng bỏng, không chỉ dưới sân mà còn cả trên khán đài. Mỗi trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng diễn ra, lực lượng an ninh đều được huy động tối đa, hạn chế những sự việc bất ngờ xảy ra từ trên khán đài. Nếu nhìn vào bảng xếp hạng, nhiều người sẽ bất ngờ với vị trí thứ 8 của câu lạc bộ Hà Nội sau 9 vòng đấu. Nhưng nhìn vào lực lượng cũng như phong độ của các cầu thủ Hà Nội, thì có lẽ vị trí thứ 8 là hợp lý đến thời điểm hiện tại. Một đoàn còn mạnh mẽ, ổn định của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang bị virus chấn thương hoành hành. Khi số lượng cầu thủ gặp vấn đề, có thể xếp đủ đội hình thi đấu, bao gồm những cầu thủ trụ cột Duy Mạnh, Định Trọng, Papeoma, Đức Huy. Không những thế, Quang Hải, Moses, Văn Kiên, Văn Dũng chưa cho thấy được phong độ cao nhất của mình. Cũng phải nói rằng, lối chơi của đội đã bị một số đội bắt bài. Điển hình là hai trận thua trên sân nhà trước Sông Lam Nghệ An và Sài Gòn. Những trận đấu mà dù Hà Nội cầm bóng chủ động hơn, nhưng đều phải nhận thất bại tối thiểu. Đội bóng thủ đô đã không có được phong độ ổn định thời gian qua. 5 vòng đấu gần nhất, Hà Nội chỉ giành được 1 chiến thắng, 2 trận hòa và nhận 2 thất bại. Trong khi hàng công vẫn nằm trong top đầu của V-League, thì hàng thủ của Hà Nội chưa bao giờ mong manh đến thế. Với 10 lần bị đối thủ chọc thủng lưới, người hâm mộ của đội bóng thủ đô đang thêm phần lo lắng khi Thành Trung sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận đấu tới bởi đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Với Hải Phòng, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đang chơi một thứ bóng đá vô hồn, không rõ lời đá. Phong độ của Hải Phòng thời gian qua cực kỳ tệ hại. 5 trận gần nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã để thua 3, hòa 1 và chỉ thắng duy nhất 1 trận, ghi được 2 bàn và để thủng lưới 7 lần. Vòng đấu trước, Hải Phòng chịu thất bại nặng nề trên sân hàng đáy trước Viettel với tỷ số 0-4. Vấn đề của Hải Phòng mùa giải năm nay nằm ở lực lượng và chất lượng cầu thủ, khi ngoại binh chưa để lại bất cứ dấu ấn nào, trong khi lực lượng nội binh cũng không đáp ứng đủ chuyên môn của đội bóng. Tính đến vòng 9, hàng công của Hải Phòng mới chỉ ghi được 4 bàn thắng, còn hàng thủ đã để lọt lưới đến 13 lần. Trận đấu gặp Hà Nội tới đây, đội bóng thành phố Hoa Phượng Đỏ chào đón sự trở lại của hậu vệ đội trưởng Phạm Anh Hùng sau khi nghỉ trận đấu với Viettel bởi thẻ phạt. Trong 3 mùa giải gần đây, hai đội gặp nhau 6 lần, kết quả đang nghiêng về phía Hà Nội với 4 chiến thắng, Hải Phòng thắng 1 và hai đội hòa nhau 1 trận. Trên sân hàng đẫy mùa giải trước, đội bóng thành phố Hoa Phượng Đỏ đã nhận thất bại 1-3 trước Hà Nội. Cú đúp của Samson và bàn thắng của Quang Hải đem về chiến thắng cho đội chủ nhà. Còn Phạm Hoài Dương là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Hải Phòng. Đáng chú ý, đã 10 năm rồi, Hải Phòng chưa thể giành thắng lợi trước Hà Nội trên sân hàng đẫy. Chiến thắng gần nhất của Hải Phòng khi hành quân đến làm khách trên sân của đội bóng thủ đô diễn ra ở vòng 20 V-League 2010. Rõ ràng, mặc dù câu lạc bộ Hà Nội đang gặp khủng hoảng về lực lượng cũng như phong độ thời gian qua, nhưng việc đánh bại hoặc giành lấy một điểm trước nhà đương kim vô địch trên sân hàng đẫy là nhiệm vụ khó khăn với Hải Phòng. Cùng chờ xem huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn xoay sở thế nào trước một Hà Nội đang có phong độ phập phù. Một chiến thắng bất ngờ cho Hải Phòng, hay Hà Nội sẽ thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn, nối dài chuỗi trận không thắng của đối thủ trên sân hàng đẫy lên con số 11 năm. Tất cả sẽ được trả lời sau cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng vào ngày 17 tháng 7. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.